Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Và bên em Vũ Duy Ô Tô thì có rất nhiều xe cho các bác nhá, lựa chọn từ 4 chỗ cho đến 7 chỗ bán tải đầy đủ. Và hôm nay thì em Vũ Duy Ô Tô lại theo đúng cái tiêu chí làng nhằng và khu khoằm. Thì bên em Vũ Duy Ô Tô lại tiếp tục về cửa hàng, đó là một chiếc Honda Accord. Một mẫu xe đình đám thương hiệu đến từ Honda của Nhật Bản. Và chiếc xe này thì được sản xuất tại thị trường Mỹ nha các bác nhá. Và đây gọi là bản xuất Mỹ. Một chiếc Honda Accord hạng sang dành cho những ai mà muốn hưởng thụ cái sự sang trọng lịch lãm của những mẫu xe phân khúc hạng D. Muốn sử dụng một chiếc xe mà tiết kiệm nhiên liệu như những chiếc xe bản thấp. Và đặc biệt là dòng này thì nói chung là bền lành vô đối, đồ bề thay thế thì rất là đơn giản. Và đây là một dòng xe rất là chạy cối luôn. Và các bác đi những cái dòng như Honda Accord này thì người ta cũng thể hiện đẳng cấp luôn. Chỉ cần nhìn qua thì Honda thì có Accord, còn Toyota thì có Camry, nên là các bác biết là những cái mẫu xe phân khúc hạng D thì bao giờ cũng được chào đón rất là nồng nhiệt tại thị trường Việt Nam. Và những cái mẫu xe này thì hồi xưa mua toàn tầm tiền hơn tỷ thôi. Thế nhưng mà ở Vũ Duy Ô Tô bây giờ chiếc xe này, một chiếc xe đẹp đời 2007, đăng ký năm 2008, chính chủ biển Quảng Ninh, chưa ra khỏi tỉnh lần nào nhá. Thì chiếc xe này đang bán với cái giá là chỉ có hơn 300 triệu thôi ạ. Hơn 300 triệu chiếc xe Honda Accord đời 2007. Con này thì được bảo dưỡng định kỳ, xe thì chăm chút tỉ mỉ và bác chủ thì toàn để gara thôi, nên là về chất xe thì khỏi phải bàn. Đấy, các bác nhìn ngay quả 4 quả la răng phay của xe này, đẹp luật là mà không chói lóa, nói thật là nhìn như là la răng mới luôn. Đấy, la răng đã được phay lại mới tinh tình hình, phanh đĩa 4 bánh ABS đầy đủ an toàn. Và chiếc xe này là một chiếc xe bản nhập Mỹ với đến 9 cái túi khí. Xe ngon, máy gầm chất, đấy, cứng cáp vô cùng, đã có cả cam lùi, cam hành trình cho các bác luôn. Và chiếc xe này thì nói chung là chưa có độ lên màn thôi. Còn nội thất bên trong xe là nội thất ghế da zin còn nguyên. Vâng, zin nguyên nhá các bác nhá. Nội thất còn trong xe đó, còn zin nguyên. Đấy các bác nhìn này, nội thất vẫn còn rất là đẹp. Da sờ rất là mềm. Và da zin thì đương nhiên là theo thời gian 5 tháng nó chưa không nổ, nhưng mà nó kiểu cảm giác nó hơi nhăn một chút thì cái này bình thường các bác nhá. Thế còn sàn là toàn bộ sàn của xe là sàn 6D. Đấy, sàn cao cấp 6D. Tapi sạch sẽ, xe keo chỉ bao zin. Xe cứng và không có lỗi lầm. Và những ai mà yêu thích cái dòng xe Honda Accord thì đây là một mẫu xe cực kỳ tuyệt vời cho các bác. Thời tiết hôm nay thì hơi là nắng một chút thì các bác thông cảm khi mà review xe đấy ạ. Thì các cái chi tiết của xe nó hơi bị cháy một chút nhá, nhưng mà nói chung là độ chất thì còn có thừa. Vâng, một mẫu xe lăn bánh được 13 vạn mai, tính ra đồng hồ công tơ mét đấy ạ, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 20 vạn. Đấy là một mức cái đi lại rất là bình thường. Một mẫu xe Nhật Bản và con này thì nói chung là các bác cứ đi bền lành thoải mái luôn. Máy số ngon ngật luôn nhá, cực êm, xe cực chất luôn. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với cái giá chỉ có 200 triệu thôi ạ. À quên nhầm, xin lỗi các bác, hơn 300 triệu. Vâng, còn đuôi bao nhiêu thì các bác alo ngay cho em Vũ Duy Ô Tô nếu thực sự các bác thích chiếc xe này. Một mẫu xe để dành cho những người sưu tầm và những người biết chất chơi, chứ em không dành cho những bác nào gọi là cứ chưa mua thì đã sợ xăng đắt rồi, sợ là tốn xăng này, sợ là thế này thế kia. Nhưng nói thật các bác đi những cái xe như thế này ấy, các bác sẽ hiểu rằng là cái số tiền mình bỏ ra nó thực sự là xứng đáng với cái tầm tiền với chiếc xe này. Một chiếc xe mang biển số rất là đẹp, 14L3838. Con này thì hồi xưa chủ phải là quan hệ lắm mới mua được chiếc xe như biển đẹp như thế này các bác nhá. Và các bác có thể nhìn ngay từ phần cabo này. Đấy, sơn zin của nó còn nguyên. Tôn cabo mỏng, xe cứng. Và mẫu xe của Nhật đi gõ tôn thì nghe sướng vô cùng luôn các bác. Logo Honda vẫn còn nguyên bản, rất là đẹp. Nẹp chrome sáng bóng, không có bị da teng, không bị gãy vỡ nha các bác nhá. Đấy, còn ngon nguyên. Xe còn cứng, toàn bộ bầu đèn của xe thì vẫn còn tương đối là ok, chưa hề bị ố vàng. Chỗ này thì hơi dạm một chút thì cái này bình thường, không vấn đề gì các bác nhá. Còn toàn bộ về đồng sơn cản của xe thì khỏi phải chê rồi. Một mẫu xe đẹp thương hiệu đến từ Nhật Bản. Và con này thì được sản xuất nhập khẩu nguyên chiếc ở Mỹ. Thế nên là đây gọi là bản xuất Mỹ đấy ạ. Thì cái chất của xe bản xuất Mỹ thì các bác biết rồi, tiêu chuẩn thì quá khắt khe. Và những cái chiếc xe như thế này thì đi rất là lành bền. Đấy, sơn nó này là sơn lại này. Đấy, sơn zin đây, nhưng mà đây là sơn lại. Cái này như là quẹt xước thì bình thường các bác nhá. Tất cả những cái phần xe mà đã cũ theo 5 tháng rồi, chủ yếu là chất xe, chất máy. Vâng, máy số gầm bệ còn ngon, gầm không được mục. Đấy,
Chứ còn nếu mà bảo là sơn thì nói thật các bác, chưa đến kể cả mình ấy, mua xe mới 1-2 năm thì có mà sơn tết nha. Thế nhưng mà cái vấn đề đấy là vấn đề của người tiêu dùng. Thế còn các bác có thể nhìn này, lốp Michelin, lốp Primacy 4 nhá các bác nhá, lốp 225, 50, R17, la răng 17 của nó thì rất là đẹp rồi. La răng phay, toàn bộ ốc thì sáng choang này, la răng thì gần như là mới tinh. Nói thật các bác, trông như là mới tinh luôn nhá, gần như là mới ở trong hãng này ạ. La răng này đúng hãng luôn, à đã đúng của Honda Accord ạ. Và phanh đĩa 4 bánh nhá, phanh kép cực kỳ hiện đại luôn, xịn sò luôn. Cua lốp của xe thì không chê một câu nào, riêng cua lốp con này đẹp căng luôn, không có bục mọt. Lốp dày mới 2021 luôn à. Về là các bác đi, riêng con này 4 quả lốp của nó thì không cần phải nghĩ rồi. La răng 17, lốp cực mới. Đấy, bầu gương này không xi nhan tích hợp, nhưng mà được cái là các bác nhìn ạ. Vâng, tất cả các chi tiết thì góc chọn mua bò rất là ok. Đấy, và gương chiếu hậu là có phản quang xanh các bác nhá. Tôn vỏ rất dày. Dòng xe nhập ấy ạ, đi bao giờ nó cũng rất là sướng, vì là cái toàn bộ thân vỏ cánh các thứ là tôn nó rất dày, đi nó rất là chắc chắn luôn. Nẹp chrome này các bác nhỉ. Đấy, mạ chrome sáng bóng luôn nhá. Và được cái là cửa này đóng mở cho các bác. Đấy. Đấy các bác nghe tiếng cửa đấy ạ. Rất chắc luôn, chắc tiếng luôn. Và chỉ keo thì bao đẹp cho các bác luôn. Bao zin, con này chỉ keo bao zin toàn tập cho các bác nhá. Xe đẹp không có lỗi lầm. Vâng. Chỉ keo bao zin nét căng. Đấy, kể cả gioăng cao su này, các bác nhìn này. Bên em thì rất rõ ràng, xe cứng bán giá tiền cứng, xe mềm bán giá tiền mềm. Và đương nhiên là tiền nào của đấy rồi. Đấy. Con này thì không được dán phim cách nhiệt, kính thì còn nguyên. Nhưng mà kính sau thì đã được dán rồi. Đấy. Và toàn bộ cái kính này, đấy, kính này đằng sau này. Đấy. Các bác có thể nhìn là cửa sổ trời của xe. Đấy, mình có cửa sổ trời đầy đủ luôn nhá. Không thiếu một cái gì. Đấy, cửa sổ trời xịn sò nhẹ nhàng. Xe này thì vừa về luôn, em chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Nên là chắc chắn là nó sẽ có những cái khiếm khuyết, nhưng mà khiếm khuyết nhỏ đấy thì em sẽ bổ sung. Đấy, ví dụ túi khí an toàn đây này. Đấy, cho ghế này. Còn cái này thì hơi cũ theo thời gian, nhưng cái này thì đương nhiên rồi, da zin nó cái chất dạn của nó này. Đấy. Thế và các bác có thể nhìn thấy em là bộ sàn 6D nhá. Con này đã có sàn 6D rồi. Về là các bác không phải làm gì. Đấy, sàn lót này còn nguyên. Và tem nhãn xe này vẫn còn nguyên bản luôn này. Đấy, xe tem nhãn còn nguyên bản luôn. Ốc bản lề này chưa hề ra. Đấy, chưa hề ra một chút nào luôn. Đấy. Một mẫu xe thương hiệu đến từ Nhật Bản. Đấy, à quên, đây, ghế còn chỉnh điện nữa này. Đầy đủ không thiếu gì. Đấy, ghế chỉnh điện nhá. Hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, có chế độ bơm lưng, có chế độ ngả tựa ghế đầy đủ. Đấy, có chưa trôi trượt. Đấy. Một mẫu xe đẳng cấp hạng sang. Và dòng này á, ngồi đằng sau mới là sướng các bạn. Cái cảm giác mà mình ngồi đằng sau ngửa người ra và hưởng thụ cái sự đầm chắc của xe, đi qua những chỗ sóc không bao giờ biết là sóc là gì. Đấy, và một mẫu xe đẳng cấp. Và con này thì là một mẫu xe bản nữa, dạng như kiểu là thiết kế thể thao ấy, sport ấy. Vâng, nên là tất cả các cái chi tiết máy số cầm bệ của nó bao giờ nó cũng được thiết kế rất là trau chuốt, chắc chắn. Đấy, tapi này, ốp vân gỗ này, cao cấp này. Đấy, các bác nhìn này, vân gỗ cực kỳ cao cấp, đẹp xịn sò luôn. Và phần da sờ cực kỳ mềm nhá, da màu kem đúng tông của ghế đó. Vâng, nội thất bên trong màu kem, kem vàng. Đấy, các bác nhìn này, chỉ keo này, toàn bộ chỉ mụn zin này. Một mẫu xe ngon lành phở luôn. Và cái này thì nói chung lốp đằng sau là 2019 nhá. Riêng dàn lốp 2019 này thì các bác yên tâm là lốp mới tinh, 4 quả lốp mới. Đấy, cua lốp này, không có bục mọt một tí nào luôn này. Cua lốp ạ, đấy, không bục mọt này. Xe cứng luôn. Và dòng này là một cái dòng xe chạy rất là lành. Và nhiều bác bảo hay đi Toyota, nói thật các bác chứ Honda ở thị trường Việt Nam mình ạ, người ta biết mới là nhiều. Vâng, thực sự là Honda là một cái mẫu xe quốc dân đối với xe máy thôi. Còn về ô tô thì những ai mà đã đi dòng Honda thì cũng đều biết là cái dòng ô tô thì Honda cũng đứng thị phần số 2, số 3 thế giới rồi. Đây các bác nhìn này. Đấy, hệ thống đèn đây. Đấy, hệ thống đèn hậu này. Phân tầng rõ ràng. Đấy, rõ ràng đèn lùi, đèn phanh và đèn chiếu sáng ban đêm. Tuy nhiên là con này thì được cái là nó không tích hợp tới các cái đèn hậu ở gầm phía dưới, cũng như là cái cảm biến phía dưới. Nhưng mà đi những cái dòng này thì nói chung là cái thiết kế của nó nhìn bên ngoài, càng nhìn xa thì càng thấy sang trọng. Vâng, thực sự là phải nói là một mẫu xe rất là yên tâm về độ chất cũng như là độ an toàn. Đấy, thiết kế rất là trau chuốt cho các bác để đi. Đấy,
chỉ keo bao zin nhá. Toàn bộ chỉ keo bao zin cho các bác luôn. Xe cứng và đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Vâng, và các bác nào mà lo lắng thì các bác có thể là qua trực tiếp cửa hàng em xem xe, lái thử và có thể là zin chiếc xe về. Đấy, lốp sơ cua đây. Còn nguyên. Cái này là nguyên bản theo hãng nó để lốp sơ cua này đó. Nhiều bác bảo hay là bị tháo, không phải đâu ạ. Hàng xịn, hàng zin hãng hồi xưa người ta đã để toàn là lốp sơ cua dạng lốp béo rồi. Đấy, còn các cái phần này, đây các bác nhìn này. Đấy, nó còn đẹp như này thôi. Vâng, xe cứng nhá và không có lỗi lầm, nên là các bác yên tâm. Đây, các bác nhìn ngay từ cái phần này này. Úi giời, nó còn nguyên keo rồi. Đấy, nó còn đẹp căng như vậy rồi. Vâng, một mẫu xe hạng sang, đẳng cấp. Đấy, thương hiệu đến từ Nhật Bản và được sản xuất tại Mỹ, thì các bác biết chất nó như thế nào rồi. Tiêu chuẩn, toàn tiêu chuẩn nước ngoài thôi. Đấy. Bô được bô đôi. Bô thể thao bô đôi luôn này. Đấy. Dòng này động cơ máy của nó là động cơ 2.4. Nên là uy lực của nó thì cũng tương đối là cao. Nên là các bác vừa nhìn thấy là cái phần bô đó, là nó có hàn cổ để gọi là người ta độ lên để cho nó cứng cái phần bô, tránh trường hợp bục bô. Đấy, và bục đường ống bô ấy ạ. Vâng. Còn phần cua lốp thì khỏi bàn rồi. Xe cứng chắc, lốp dép dày. Vâng. Tôn vỏ thì khỏi bàn. Đấy. Dòng này tôn vỏ nó rất là cứng luôn. Tappy này. Tappy đẹp, chỉ keo bao đen nét lèn lẹt luôn. Vâng, chỉ keo bao led. Và các bác có nhìn lại trần này. Trần con này thì chắc chắn là sẽ phải rửa dọn một chút, vì là cái trần này em cảm giác nó hơi cũ một chút. Vâng. Nói chung là xe mới mua về thì bao giờ nó cũng vậy đấy ạ. Thế nhưng mà tình trạng xe thì bên em mua làm sao mà để cho các bác khi mà có những cái mẫu xe này sở hữu ạ, thì các bác đi cũng rất là yên tâm luôn. Vâng. Không phải về, không phải làm gì cả. Đấy, kính điện nhẹ nhàng này. Đấy, tappy vân ốp gỗ này, open gỗ cực đẹp và sáng bóng luôn nhá. Không lỗi lầm. Đấy, bao đẹp cho các bác luôn. Bản lề đây, các bác nhìn bản lề này. Đấy, bản lề đây. Và ghế đấy, ghế bên này. À, toàn bộ ghế của xe ở ghế phía đầu ấy, thì đều có túi khí nhá. Còn ghế đằng sau thì là túi khí dọc cột ở hai cột này luôn. Đấy, và ghế túi khí của xe thì còn nguyên. Đấy, táp lô này, mặt táp lô rất là đẹp, sạch sẽ, không có lỗi lầm, không có keo rồi, không có khoan đục gì cả. Đấy, vân gỗ ốp cực đẹp luôn. Và dòng này thì chức năng giải trí nó rất là đơn giản. Đấy, có điều hòa điều chỉnh rồi. Rồi đầu đài đĩa đóm thì ở ngay cái đầu phía dưới này thôi. Đấy, rất là đơn giản. Và được gắn thêm một cái màn hình có kết hợp cam lùi cho các bác nhá. Số tự động đi lại rất dễ dàng và sử dụng luôn. Và bên em thì thi thoảng mới về được những cái dòng xe nó lành bền chảy cối này thôi ạ. Chứ đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2022 nhá các bác nhá. Vâng, mẫu xe này là một mẫu xe hàng hiếm, vì thực sự là những ai mà người ta đi cái xe này rồi ạ, khi mà bán ấy, thực sự là các bác ấy không muốn bán đâu, ít khi bán. Vâng, vì cái dòng này đi lành lắm. Chi phí sửa chữa thì cũng rất là đơn giản, không hề đắt một chút nào. Dòng Honda ở Việt Nam mình cũng rất là nhiều, CRV, Civic, rồi HRV, rất nhiều các cái mẫu xe ở thị trường Việt Nam mình. Và gầm con này thì khỏi bàn, đây các bác nhìn này. Mặc dù mang biển Quảng Ninh á, nhưng mà gầm nó đẹp căng như này mà. Và có nhiều bác cứ chê bảo là biển Quảng Ninh thì sợ gầm, chứ đây gầm không bao giờ phải nghĩ nhá. Còn con này thì được cái là máy rất là ngon. Máy số êm ngon mượt luôn. Nào, đề cái nào. Đấy. Máy đề lên rất nhẹ nhàng. Toàn bộ các cái đồng hồ hiển thị rõ ràng. Đó, các bác có thể nhìn là vô lăng thì có phím tích hợp ở trên đây. Đấy, ga tự động cruise control không thiếu. Và các bác có thể nhìn này, tất cả các phần này nó gần như là mới tinh luôn. Vẫn còn mới nhá, chưa có hề bị lì mòn. Đấy, còn nguyên luôn này. Đấy, gạt mưa, gạt kính này. Nhẹ nhàng luôn. Đấy, đang hết nước các bác. Vâng, đang hết nước và chưa bổ sung. Tí nữa em sẽ bổ sung cái nước vào để làm sao mà cho mình cho nó yên tâm. Đấy. Gương này, gương chiếu hậu điều chỉnh điện hết. Đấy, điều chỉnh điện đầy đủ nhá. Vâng. Và chiếc xe này thì bên em đang bán cái giá rất là mềm. Các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền hơn 300 triệu thôi. Vâng, là các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Còn đuôi đằng sau thì cũng tương đối thôi. Vâng. Đấy, động cơ
Đây em chống cái cabo lên cái, sau đó ta cùng xem. Đây là khoang động cơ của chiếc Honda Accord. Con này sử dụng máy 2.4 BOHC công nghệ EVTEC. Và con này mức tiêu thụ nhiên liệu của nó tương đối là êm. Vâng, chỉ khoảng tầm 8 lít rưỡi trên 100 cây thôi ạ. Máy rất là ngon nhá. Máy ngon, lành, chắc. Và xe thì đảm bảo cho bác là không có lỗi lầm. Đấy, máy số ngon mượt luôn, chạy rất là êm. Và máy con này thì máy vẫn còn zin nguyên nhá các bác nhá. Máy vẫn còn zin. Xe cứng và đảm bảo cho bác là không có đâm va tai nạn ngập nước thủy kích. Đấy, máy còn zin nguyên nè. Kể cả ốc số này hay là ốc máy này nó còn zin nguyên. Và con này thì có chỉnh trọt một chút ở phía phần trên thôi, như kiểu dàn cò thôi. Đấy, có rằng trong Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.